Những ngày cuối năm 2015, mặc dù kỳ nghỉ trong đợt Tết dương lịch không kéo dài, nhưng tại một số bến xe, số lượng người có mặt tại đây để về quê hoặc tranh thủ đi chơi xa với gia đình đang tăng nhanh. Theo ghi nhận của phóng viên Pháp Luật Plus, ngày cuối cùng của năm 2015, tại một số bến xe như bến xe Mỹ Đình, bến xe Nước Ngầm, hiện đã phải huy động thêm nhân viên an ninh và các biện pháp khác để đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân được thuận lợi. Công tác là đảm bảo sự đi lại cũng như là an ninh trật tự cho hành khách là được bến xe là hết sức là chú trọng. Và những dịp Tết, lượng hành khách đi qua bến xe Mỹ Đình sẽ đông và những ngày mà giáp Tết. Vì vậy thì bến xe cũng đã có cái kế hoạch phối hợp với các đơn vị vận tải nhằm tăng cường phương tiện, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vấn đề đảm bảo giá vé, yêu cầu các đơn vị phải thực hiện chở đúng tải trọng của xe, nghiêm cấm các trường hợp chở quá tải. Tại các bến xe cũng được trang hoàng, tăng cường công tác vệ sinh an ninh, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho hành khách đi lại. Trong cái đợt phục vụ Tết dương lịch và Tết âm lịch năm nay, xí nghiệp của chúng tôi cũng đặt một cái mục tiêu là đảm bảo các an toàn tốt nhất cho hành khách đi lại. Các cái doanh nghiệp thì cũng phải in và đủ các cái vé để giao cho xí nghiệp để bán để phục vụ hành khách. Còn đối với xí nghiệp và đối với bến xe Gia Lâm của chúng tôi cũng có những cái khuyến cáo đối với hành khách đi lại trong cái dịp nghỉ Tết dương lịch và Tết âm lịch năm nay, nếu có nhu cầu thì nên vào các cái quầy bán vé của bến để mua vé đi xe, thì tránh đứng chờ các cái phương tiện sau khi xuất bến ở ngoài trên cái trục đường Ngô Gia Khảm hoặc là đường Ngọc Lâm để lên xe. Thì những cái phát sinh mà trên đường là do các cái hành vi của lái phụ xe và các cái doanh nghiệp vận tải nhồi nhét khách hoặc là thu tiền cao hơn giá vé quy định, thì cái việc này thì bến xe Gia Lâm chúng tôi rất khó để có thể giải quyết và đảm bảo các cái quyền lợi cho hành khách. Về an ninh trật tự ở đây thì môi trường đây cũng sạch sẽ, phục vụ cũng rất tốt ạ. Đặt vé thì cũng nhanh vậy, nên giờ đặt được vé nên cũng ra phát được vé luôn. Ở đây thì mình đi học ở đây mấy năm rồi nên mọi thứ kiểu không khí Tết người ta chuẩn bị cho trước thì cũng nhanh. Tại các quầy vé cửa ra vào cũng được tăng thêm nhân viên làm nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ người mang vác hành lý, người già, trẻ em. Những ngày lễ, ngày Tết thì đã quán triệt anh em là phải chuẩn bị phương tiện tốt nhất, con người tốt nhất và phục vụ hành khách tốt nhất. Cho nên là không có tình trạng uống rượu bia hoặc chất kích thích trong giờ làm việc. Và trên đường là chấp hành tuyệt đối các luật giao thông về tốc độ, về quy định dừng đón trả khách. Cho nên là những lượng khách đông chúng tôi sẽ nên được có lốc chạy để cho vận chuyển hành khách nhanh nhất, để quay vòng xe được nhiều nhất, không để cho hành khách bị ùn ứ. Và chúng tôi đã có một lượng xe dự phòng là 30% để phục vụ trong cái dịp Tết năm nay. Nhân viên tại các cổng ra vào tại các bến xe cũng có nhiệm vụ rà soát về các điều kiện kinh doanh vận tải, đảm bảo các xe ra vào bến không chạy quá số lượng hành khách.